chào mọi người. Hôm nay thì em làm một cái video giới thiệu mọi người về cái màu mơ đậm với cả màu mơ nhạt để cho mọi người dễ hình dung nhé. Em thì em vẫn chia sẻ với mọi người cái màu mơ của bút đồ, nó là một cái màu rất là đa dạng về màu sắc, về các tông màu luôn, cùng mơ như có mơ đậm, mơ nhạt. Xong rồi mơ đậm thì lại có mơ đậm thiên nâu, rồi mơ đậm thiên cam nhiều hơn. Đấy nên là hôm nay hai đàn này em thấy có mọi người có thể nhìn rõ ràng được cái sự khác biệt giữa hai cái màu mơ đậm và nhạt. Thế nên là em làm một cái video quay so sánh cho mọi người xem nhá. Thì ở trên tay em là một em nâu mơ đậm này. Đấy, rất là xinh. Yêu quá nó cứ quấn nên là mình để bế nó ra. Chỉ thích bế nó suốt ngày thôi. Con này từ sáng tới em chỉ bế nó thôi. Yêu lắm, mặt xinh. Xinh dã man. Mà nó quấn người ấy. Làm sao? Đây chính là cái đàn mơ nhạt nhà em này. Đây, đàn này có 3 em. Các bé này là size tini to mọi người nhá. Nó khá là cũ ngày rồi, nó 70 ngày rồi. Và đàn này có 3 bé thì em bán buôn luôn cho bên các shop. Người ta mua cả đàn về, người ta tắm rửa cho ba lại và người ta bán lẻ lại. Đó, em vẫn hay nói với khách của em là em chỉ bán lẻ mà em còn bán buôn rất là nhiều. Thế nên là hầu như là mọi người thấy trên kênh của em những cái video nó đều là những cái đàn mới. Ngày nào đi hết người đấy luôn, hoặc cùng lắm là 1 đến 2 ngày thôi. Thế là trường hợp là bán lẻ, cái lẻ ra, còn bán buôn thì em bán rất là nhanh. Đàn này về phía bên bếp shop người ta sẽ cái đàn, những cái đàn như thế này này thì lông nó đã mọc đủ dài để cho chúng ta cắt tỉa lại được rồi, nên là người ta về người ta sẽ cắt tỉa lại và nhìn nó sẽ rất là đẹp. Lông dày chưa, lông su dày, vừa dày vừa dài. Những bé như thế này là mọi người có thể cắt đi chúng ta rất là đẹp rồi, là khoảng 7-8 như này là khá rất là tốt. Ui, đấy, vào đây rồi. Nhìn trong video này chắc là em không cần nói nhiều là mọi người cũng đủ thấy cái sự khác biệt giữa hai cái màu rồi đúng không? Màu mơ sáng thì nó rất là rõ luôn. Nhưng con này lúc nãy xa hơi nhát và bây giờ quen rồi nhỉ. Chập hết ra là chỉ có một tè thôi. Con này nó quen rồi mọi người ạ. Cứ ra đầu đi ra ngoài là nó sẽ đi tè ra đây, cho lần nào quay video em cũng phải lau dọn cho nó không được ướt lông vừa mới tắm xong. Đấy, bây giờ em giơ một cái mơ nhạt, một bé mơ đậm lên cho mọi người xem nhé, cho các anh chị có cái nhìn rõ ràng nhất về hai cái màu này. Đây, một em tini, một em tini toy luôn này. Đó, lông đây, nhìn phát là biết con nào đậm con nào nhạt luôn. Em làm cái video gọi là so sánh như này thôi, nhưng mà thực ra là để cho anh chị có thể hình dung rõ được cái màu sắc của hai cái màu mơ đậm với cả mơ nhạt, mọi người có được cái sự lựa chọn chuẩn hơn cho cái sở thích của mình nhá. Không, nhiều khi em cũng nói mơ đậm với mơ nhạt mà mọi người không hình dung được thì mọi người cũng không biết là đậm thì nó đẹp hay nhạt thì nó đẹp ấy. Còn nói về màu đẹp, màu nào đẹp hơn ấy thì chắc nó sẽ phụ thuộc vào cái thẩm mỹ và sở thích của từng người nhé. Cái này thì em không nói tại vì là nó phụ thuộc từng người thôi. Màu nào em thấy đẹp, tại vì là mình đã thích chó rồi ấy, thì màu nào mình thấy đẹp, con nào mình thấy xinh. Yêu sao lại bắt nhạt nó? Ra đây, em này bốn chân trắng này. Bạn này tini to nên là các bạn ấy hơi và cứng cáp rồi nên các bạn ấy hơi cứng ngày, hơi chân hơi dài hơn. Còn những bạn này tini hơn 2 tháng. Wow, chân em thì nó bắt nhạt à? Yêu ơi yêu, xin lỗi em. Quan cực, cái đấy mình đi lại gần nghĩa là bắt đầu đứng hóng. Ui. Mặc dù là nhà không có gì ngoài chó nhưng mà nhìn những con xinh như này vẫn thích rước về nhà nuôi. Em nhiều khi là có những cái đàn con mà mới được xuất ấy, mà cái đàn nào mà có con nào mình thấy ưng mà nó quấn quấn mình ấy, mình mà chưa có khách đón ấy, mình mang về nhà mình nuôi vài hôm luôn. Nuôi thôi, khi nào mà có ba mẹ đón thì em lại mang nó đi gửi. Ừ, con này nó nghịch, nó cứ vật con khác thôi. Ghê đây, cố yên đây, nghe chưa? Nè, màu mơ cũng rất là sáng, mơ đẹp hết đấy. Mơ đều được, đều lắm. Những cái bé size bao thì bao giờ lông các bạn ấy cũng sẽ dày hơn nhiều nhé mọi người nhé. Mọi người, nếu mà mọi người vẫn chưa hình dung được là mình yêu thích cái màu sắc như thế nào ấy, thì mọi người cứ nhắn tin riêng cho em sẽ gửi ảnh video cụ thể mọi người.